con tí thôi. Cô Rồi. Là mày đã về nhà chưa? cô đây con gửi luôn mà thôi con đọc luôn đây nhá. Bài đấy là bài viết mà đúng không? Bây giờ mày viết á, Bài viết hay là bài... viết 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 Bài viết thì con gửi. chủ bác không. Không có đọc, chẳng biết điều nào một lần. Em gửi luôn. Bốn có làm thế. Không ạ. Mary being sick despite cái đúng rồi. Câu này con chả hiểu gì à? Phải là inspire xong mới cộng verb in mà không chép mẫu câu à? Sao mà nhìn mẫu câu mà không hiểu một cái gì hết hay là thế nào? Những cái từ mà mặc dù nó phải đứng đầu câu chứ tại sao lại tôi xong bắt đầu lại chuyển. Không hiểu gì hết. Từ mặc dù phải đứng đầu câu chứ inspire, despite phải là mặc dù Mary bị ốm chẳng hạn, mặc dù bị ốm. Có hiểu mẫu câu không? Bây giờ tự làm lại, ngồi làm lại hết xem nào. Mẫu câu nhá. Mà hôm trước cô có cho chép mẫu câu đâu. Cô thì giảng cơ mà. Viết hết lên bảng rồi nhưng cuối cùng chả cuối cùng không chép vào bài, bên lại bảo là cô không dạy. Con chép bài rất thiếu rất nhiều đấy. Toàn đây toàn là như này nhá. Thế này chính là mẫu câu đấy. Although cộng S cộng V thì chính là gọi là mẫu gì? Mẫu câu là nó như này này. Bạn không hiểu là nghĩa là although này xong cộng đến đến gì? Chủ ngữ động từ. Chủ ngữ là ví dụ Mary này. Được chưa? Ví dụ như thế xong rồi động từ sẽ là what's it như vậy. Vâng. Đây gọi chính là mẫu câu đấy, chứ cái gì là mẫu câu nữa. Tôi Inspire cũng tưởng. hoặc despite được chưa? Cộng danh từ hoặc verb in. Thế thôi, đây chỉ là mẫu câu, đây chưa là cái gì nữa. Thế có nghĩa là những cái từ này phải đứng đầu câu chứ although hay là inspire, despite phải đứng đầu gì? Đầu câu. Sau đó bạn mới bắt đầu, bạn mới living, được chưa? Vâng. Hôm trước cô làm rồi, xong cuối cùng cô bảo là gì, cô xóa đi. Và cô bảo là làm lại mà cô gửi bài ngay lúc đấy. Thế mà và làm quên hết. Xong chưa? Mà con ghi rồi,
Con tưởng không, cái đấy không phải mẫu câu đâu con. Cái gì là mẫu câu? Con tưởng mẫu câu là cô cho sẵn. Con không hiểu thế nào gọi là mẫu câu, nghĩa là tổng hợp lại ý. Nghĩa là chỉ việc dùng cái đấy để áp dụng vào tất cả các câu khác, cái đấy gọi là mẫu câu. Thế bây giờ ví dụ mẫu câu nhá, dùng despite này, luôn luôn despite, inspire, although phải đứng đầu gì? Đầu câu. Mặc dù, vì nó nghĩa là mặc dù bị ốm. Despite này, sau đó chữ bị đâu, bị chính là chữ was, chuyển thành verb ing là gì? Being sick, sau đó phải gì? Giữ nguyên, thế thôi. Nghĩa là tất cả những từ inspire, despite này, được chưa? Although phải đứng đầu gì? Đầu câu, nhớ chưa? Được. Dựa vào cái đấy làm cho cô 4, 5, 6 đi. Tất cả inspire, despite là làm y hệt nhau thôi nhá. Chẳng qua là thay despite và inspire có thể trao đổi cho nhau. Đánh lên bảng làm lại xem nào. Nghĩa là cô chỉ cần con xác định cho cô được chỗ nào, được chưa? Mẫu, nghĩa là vế một hay vế ai thì là có từ mặc dù, thế thôi. Sau đó chuyển verb thành verb ing. Sau đó vế sau thì con ba chấm cho cô nhảy luôn là được. Chỉ cần làm cái vế mặc dù thôi. Được chưa? Đấy, con vế sau đánh dấu ba chấm là được. Cái quan trọng là phải biết được là cái vế mặc dù đấy là vế 1 hay vế 2. Ví dụ này, chúng tôi sống cùng khu phố, chúng tôi hiếm khi gặp nhau thì vế mặc dù nằm ở đâu? Mặc dù như nào? Mặc dù cùng khu phố nhưng chúng tôi hiếm khi gặp nhau. Thì đấy, thế có nghĩa là mặc dù sẽ là ở đây. Thế là bây giờ bạn đầu tiên là phải đánh cái chữ mặc dù đầu tiên, được chưa? Sau đó tìm xem động từ đâu, sau đó chuyển động từ thành verb gì? Verb ing. Thế thôi, sau đó tất cả những cái phía sau giữ nguyên. Tất cả những cái phía sau là giữ nguyên hết. Đầu tiên nào, đầu tiên đánh cho cô chữ mặc dù đầu tiên. Chữ mặc dù đây này. Đánh ở dòng 3 hay dòng 4 à? Cô 4 ý. Cô 3 làm rồi mà. Đánh mặc dù hay là... Đánh cái chữ mặc dù bằng tiếng Anh đâu? Người ta cho chữ xong hoặc là chữ nào? Ây, ây, ây. Khổ thế nhở? Người ta bảo là dùng cái này này. Được chưa? Dùng cái ở trong hoặc này này. Rồi, inspire, được chưa? Sống cùng một khu phố. Thế bây giờ verb đâu? Verb là từ nào? Verb. Ở cái vế mà sống cùng một khu phố ấy. Động từ đâu? Verb là live ạ. Đúng rồi, thế bây giờ chuyển thành verb in như nào? Living. Đấy, đánh đi xem nào. Phải tự mình làm thì mới quen tay được. Living xong như nào? In the same street, được chưa? Những cái gì phía sau động từ giữ nguyên, được chưa? Vâng. In the same street xong rồi phẩy, sau đó về này giữ gì? Giữ nguyên, nhớ là phải phẩy nhá chứ không chấm đâu nhá. Được chưa? Vâng. Tiếp nào. Câu 5 này. I couldn't sleep, I was tired. Thế thì bạn phải đưa cái vế mặc, cái vế nào là vế mặc dù? Vế nào là vế mặc dù? Vế mặc dù. Vế mặc dù là vế I was tired. Đúng rồi, mặc dù là mệt nhưng không thể ngủ, bây làm đi. Đầu tiên phải từ mặc dù đầu tiên nhá. In gì? Từ was đúng không? Chuyển thành verb in thành thì là như nào? Rồi ạ. Inspire being tired, được chưa? Nhưng mà sau đó con phải viết cho cô nghĩ là dấu gì? Phẩy. Dấu phẩy, nhớ chưa? Cấm viết dấu chấm ở trong cái inspire, despite, although đấy. Phải là dấu phẩy vì đây là bài gì? Kết hợp hai câu. Được chưa? Kết hợp hai câu thì phải là dấu phẩy. Còn nếu như mà tách hai câu mới là dấu chấm chứ. Đây là bài kết hợp cơ mà. Phẩy, sau đó I couldn't sleep, được chưa? Viết I couldn't sleep ở đây là xong. Tiếp câu 6. Xác định xem
Cái vế nào là vế mặc dù? Vế mặc dù. Vế mặc dù là vế hai ạ. Thế con dịch ra xem nào. Mặc dù họ vui vẻ, họ có ít tiền à? Lại mặc dù vui vẻ lại có nhưng lại có ít tiền. Có liên quan không? Phải là mặc dù có ít tiền nhưng vui vẻ chứ. Cái này là tiếng Việt thôi. Bây giờ tự làm đi. Despite gì? Đầu tiên là nhớ muốn làm bài này phải dịch ra được tiếng Việt, được chưa? Cứ làm được tiếng Việt là làm được tiếng Anh thôi. Ở lớp học dốt môn văn không? Có. Bảo nào? Despite having little gì? Không phải little, sao lại having rồi lại có littling làm gì hả con? Having là động từ mà little nó đâu lại có một động từ thôi chứ. Little money phẩy they are happy. Nào làm ơn nhớ kỹ dạng bài này nhá. Thứ nhất, dịch ra tiếng Việt. Thứ hai, xác định đâu là vế có chữ mặc dù, được chưa? Vâng. Xác định được về có chữ mặc dù đấy thôi thì từ mặc dù luôn phải đứng ở đâu? Cái từ mặc dù ấy. Đầu ạ. Đứng đầu câu luôn, được chưa? Đấy. Bây giờ bắt đầu làm bài tập nào. Bây giờ mời bạn cho cô làm bài although nhá. Cái bài although này thì cô chỉ yêu cầu là con làm tương tự như bài kia, đó là tìm xem vế nào có chữ although, được chưa? Nhưng mà riêng bài although rất là dễ. Nó không phải chuyển sang verb ing mà nó chuyển sang gì? Mà nó là gì nhỉ? Chủ ngữ cộng với động từ luôn. Thế chủ ngữ cộng động từ luôn thì bạn thấy này. Chủ ngữ động từ. Chủ ngữ động từ. Đây này, chủ ngữ động từ. Được chưa? Đấy. Ừ. Chủ ngữ động từ. Đấy, nó đây chủ ngữ động từ rồi. Thế con cần phải chuyển đổi gì nữa không? Đã chủ ngữ động từ hết rồi. Câu nào mà although nhá, đã chủ ngữ động từ rồi thì chỉ cần gọi là gì? Cố gắng ghép although vào cái vế cần thiết thôi, chứ còn những cái kia có thể giữ nguyên hết, không cần chia gì nữa, được chưa? Chỉ có cái inspire, despite thì phải chia động từ thành verb gì? Verb ing. Còn although thì con chỉ việc đưa vào thôi. Đấy. Bây giờ cô muốn làm, bạn làm cho cô cái câu 7 nhá. Câu 9, câu 10. Bây giờ con làm cho cô vế nào although thì con đánh vào đi. Although đứng đầu câu nhá. Cô chỉ cần xác định được vế nào có although là được. Còn những cái kia nó không cần phải chuyển đổi gì nữa. Ơ lại. Nãy giờ dậy mà không hiểu một cái gì cả. Vừa bảo là although là chủ ngữ động từ. Thế cô có bảo là although có được dùng verb ing không? Mà lại verb ing ở đây. Nãy giờ con có nghe gì không? Con cứ vâng vâng dạ dạ. Đã bảo inspire với cả despite mới là gì? Mới là verb ing, còn although là chủ ngữ động từ cơ mà. Nghĩa là bảo là gì? Không cần thay đổi một cái gì hết. Vừa bảo là không cần thay đổi một cái gì hết cơ mà. Although gì luôn? Although my foot was hurt, phải giữ nguyên hết. Nghĩa là cái riêng cái although chỉ việc biết là although đưa vào vế nào là xong. Được chưa? Còn inspire và despite ấy thì phải là thứ nhất biết được cái đó ở vế nào, cái thứ hai sau khi xác định được là nằm ở vế nào rồi thì phải tìm được cái động từ ở vế đó, sau khi tìm được động từ ở vế đó thì chuyển sang verb ing, được chưa? Nhưng với cả although thì chỉ việc xác định là nằm ở vế nào là xong luôn. Con có check nãy giờ có mẫu câu mở ra trước mặt thì mới hiểu được chứ? Mở rồi cô. Mở rồi tại sao although lại có đi với verb ing? Although phải có chủ, buộc phải có chủ ngữ chứ. Chủ ngữ là gì? My foot. Động từ đâu? Was. Tiếp nào, câu 9 nhá. Chúng tôi đã lên kế hoạch, được chưa? Đi bộ xung quanh hồ, chấm này.
cơn mưa khiến cho điều này là bất khả thi, nghĩa là cơn mưa khiến cho chúng tôi không thể đi đi gì đi xung quanh hồ. Thế với although là cái nào? Bằng although là với một hay hai một với một đúng không? Mặc dù chúng tôi lên kế hoạch để đi bộ xung quanh hồ, nhưng cơn mưa nó khiến cho chúng tôi không thể, được chưa? Thế thì vị trí việc này xác định được với một rồi đúng không? Xác định được although của với một thì although sau đó we have planned giữ nguyên không? Giữ nguyên hết. Giữ nguyên hết. Đấy. The heavy rain made this impossible. Giữ nguyên hết đúng không? Có thay cái gì không? Chả thay cái gì, chỉ việc xác định đưa although vào đâu và sau đó thay dấu chấm thành dấu gì? Dấu phẩy. Thế thôi. Tiếp câu 10. I got wet in the rain. I had an umbrella. Although ở phía nào? Although ở phía hai. Với hai đúng rồi. Although I had an umbrella, phẩy, I got very wet in the rain. Thế con thấy là although cô có chuyển verb thành verb in không? Có cần chuyển cái gì không? Có chuyển cái gì không? Không. Chả chuyển cái gì cả. Nhớ kỹ nhá, although bạn chỉ cần xác định là nó nằm ở vế nào thôi. Được chưa? Vâng. Còn khi mà in spite này, this spite mới là như nào? Thứ nhất đã phải xác định là nằm ở vế nào, thứ hai lại phải xác định động từ rồi chuyển động từ đó sang verb, verb in. Bây giờ nhớ làm cho cô bài này. Và chúng ta sẽ làm bài này. Nhưng mà chờ một chút. Cô thấy là bạn đang đánh máy tính rất là ghê gớm đấy. Có phải là bạn đang chơi game không đấy? Không ạ. Cô đang nhắn tin. Nhắn tin với ai cô không quan tâm nhá, nhưng mà trong lúc nào ví dụ như là giáo viên đang làm việc khác, đang soạn, đang để đang ấy bài thì bạn có thể nhắn được. Nhưng mà trong lúc mà gì giảng bài con cứ ngồi con vâng nhưng mà tay con nhắn tin là không được đâu nhá. Vâng. Trong lúc này thì được thôi, nhưng mà lát nữa làm bài là phải gì tuyệt đối tập trung vào. Đây nhá, làm bài tập đi. Muốn làm được bài này thì bạn chỉ còn cách là như nào? Dịch ra những cái phía sau đúng chưa? Vâng. It's a ví dụ what chấm 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 này. Shaun of the Dead là thể loại phim gì đúng chưa? It's a mình muốn biết là loại phim gì, mình đọc phía sau. Very funny, also horror and frightening sometimes. Mẹ là dựa vào cái it's very funny này. This Princess and the Frog, công chúa và con ếch, được chưa? Đó là một phim gì gì đó from Disney. Thế thì phim những phim gì ở kênh Disney đấy? Không biết. Không biết Disney á? Không biết, có biết Disney Channel không? Ở nhà bạn có kênh đấy không? Disney Channel cái gì ạ? Rồi. Disney là cái gì? Hãng phim hoạt hình lớn nhất thế giới, được chưa? Vâng.
Cảm ơn, đây là những cái kiến thức quan trọng để có thể làm được cái unit 8 đấy. Unit 8 là có giới hạn về bài thi giữa kỳ đấy cô. Thế à, thế thì chụp lên xem nào hoặc là đọc cho cô xem nào. Ờ gì nhỉ, đến cái unit 9, hết unit 9. Bắt đầu từ unit mấy? 6 à? Hay là 7? Bắt đầu từ unit 6. Thế mà bây giờ mình vẫn đang bập bẹ ở unit. Mà cô không biết là con học đến unit 8 này con còn nhớ cái gì của 6 với cả 7 không đấy? Có, 7, 6, 7 dễ hơn. 7 là dễ nhất. Còn 6 thì nó lại có phần gì nhỉ? Câu bị động thì lâu ngày mà không ôn thì vẫn dễ bị quên. Không, nhưng câu bị động con thấy vẫn dễ hơn. Cô thấy unit 7 là dễ nhất rồi. Unit 8 này này thì nó tập trung là phải biết nhiều từ mới là cái chính đó. Đến unit 10 nhá, còn chết nữa. Unit 10 á, toàn về những cái từ như là kiểu địa, nhiệt, năng lượng, rồi thì hóa thạch, rồi các thứ gì đó. Nào bây giờ làm tiếp đi. Làm tiếp, câu 1 đúng rồi, khai rồi nhá. Thể loại phim gì? Shaun of the Dead. Phim này rất nổi tiếng. Không, một con làm đúng như cô. Câu 1 đúng rồi. Làm đây là câu 2 đi. Từ từ xem. Hoi rồi. Từ tìm lớp nữa. Đúng rồi, comedy. Tiếp nào. Cái câu mà câu số 3 là một câu nhá, thực ra là rất là dễ, nghĩa là thậm chí không cần phải dịch ra vẫn làm được. Bạn chỉ hello. Hiểu chưa? Ôi giời ơi, vừa thế mà chưa gì đã à rồi. Nhìn thấy từ gì đây? Con có dùng ân cartoon không? Disney là hãng phim một hình lớn nhất thế giới đi. Nhưng mà từ ân cơ mà. Ân thì phải đứng trước một từ như nào? Ân. Có hiểu không? Khi nào dùng ân? Animated. Thì được chưa? Mà animated cũng mang nghĩa là gì đấy? Ở phim hoạt hình. Thì đấy chưa? Thế vẫn đang trong đoạn đấy thì câu 4 mới là gì? Câu 4 mới là gì đấy? Ờ trong đoạn đấy câu 4 mới là... Bởi vì bài này vẫn đang nói về Disney, vẫn đang nói về animated thì có một từ nữa sẽ là từ gì? Đang nói chung chung với tất cả phim hoạt hình nữa còn gì? Thế là gì?
Thì sao? Cả cái đoạn văn này đúng không, đang nói về hoạt hình đúng không? Vâng. Thế còn từ nào liên quan đến phần hoạt hình nữa? Để con xem phần. Chỉ một câu đấy thôi hay còn câu hay là câu khác à? Đây nhá. Có một bộ phim tên là Princess and the Frog, đó là một bộ phim hoạt hình từ hãng Disney. Nó nói về cái gì? Nó nói về một cô công chúa sống ở New Orleans. Không, tôi không muốn xem một bộ phim chấm 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 đâu. Phim gì? Vẫn đang nói về đoạn đấy, vẫn đang ở cái đoạn animated này này. Sao mà con hiểu không? Nó vẫn đang nói xung quanh chủ đề hoạt hình thì chỉ có mỗi từ animated với từ cartoon là hai từ gì? Nghĩa là hoạt gì? Ở đây. Nhưng hai câu đấy khác nhau mà cô. Đây là một câu mà, một đoạn văn, nghĩa là đây là một đoạn hội thoại. Được chưa? Được. Đây là một đoạn hội thoại mà. Tiếp bắt đầu đến đoạn 2 này, được chưa? Bắt đầu đoạn 2 này mới bắt đầu là gì đấy? Một đoạn hội thoại khác. Bây giờ nha, cô sẽ đặt chân tất cả những cái từ gì mà nó đã dùng cartoon rồi này, animated này, thai và comedy rồi. Bây giờ bạn còn lại mấy từ kia, được chưa? Vâng. Cô có, cô nghĩ là có một câu, câu 10 là câu dễ nhất. Câu 10 á. Câu 9 đúng rồi cô. Đúng rồi, câu 9 đúng rồi. Câu 10 cũng dễ đấy, làm trước câu 10 đi. Con đang nghĩ câu 10 là mắt. Ừ, đúng rồi, bởi vì nó là gì đây nhỉ? Câu trả lời của nó là gì? Giá tiền, thế sẽ là hỏi là nó bao nhiêu, được chưa? Đấy. Vâng. Tiếp tục nhá. Cố nốt mấy cái này xem nào. The Pursuit of Happiness, cái phim đấy cũng hay đấy. Cô chỉ một con đi cô. Bây giờ nhá, câu này. Cái nào dễ nhất nào? Đây nhá, bây giờ bạn, đầu tiên bạn nhìn này. It, câu này đầu tiên thôi, được rồi, câu này tạm bỏ qua. He has to, nghĩa là anh ấy gì đấy? Has to là như nào?
Has to. Giống như have to là gì? Phải, đúng chưa? Phải. Phải. Thế bây giờ sau phải bạn cần một động từ. Thế thì trong các từ này thì cái nào là động từ mà Look after, được chưa? Look after nghĩa là gì còn nhớ không? Look after là bằng cái gì đấy? Take gì? Take care of. Nghĩa là gì? Look after và take care of là từ đồng nghĩa đấy. Chăm gì? Chăm sóc. Chăm sóc. Nghĩa là anh ấy phải chăm sóc con trai và đi làm. Được chưa? Nghĩa là vừa phải chăm sóc con trai vừa phải đi làm mà lại không có nhà. Chúng rất là khổ đấy. He has lots of. He has lots of. Anh ấy có rất nhiều. Thế thì sau lots of đây mình cần một cái danh từ số nhiều. Thế là từ nào? Một danh từ số nhiều. Trong ba từ còn lại, từ nào là danh từ số nhiều? Problem. Problems là vấn đề, được chưa? Có rất là nhiều các cái vấn đề. Nghĩa là nào là không có nhà nhá. Nhà thì không có. Được chưa? Vừa phải chăm con nhỏ, vừa đi làm, rất là khổ. But it's a... chấm 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 phim. Thế đây, ở đây bạn nhìn thấy một cái gì nhỉ? Danh từ, được chưa? Trước danh từ là cái gì đấy bổ nghĩa cho danh từ? Cái gì bổ nghĩa cho danh từ? Ờ, bổ nghĩa danh từ là tính từ, được chưa? Lovely. Và bộ phim rất là hay. Còn ở đây là it's called. Đây là mẫu câu bị gì nhỉ? Bị động. Bị động. Nó được gọi là the pursuit of happiness. Đấy. Nói chung là những dạng bài này bạn cũng nên làm quen dần dần đi. Không nó lại rơi vào cái bài mà kiểu điền vào chỗ trống ấy. Ở lớp có bài điền vào chỗ trống. Nhưng thay vì nó bắt điền thẳng vào như này sẽ có là A, B, C, D. Được chưa? Hai ba sao ba. Bây giờ này, bạn sẽ phải làm bài này. Ui, bài này khó thế. Bài này nhìn dài này, sợ bạn không làm được. Thôi rồi, nhưng mà vẫn làm cho cô cố mấy câu nhá. Làm từ câu 1 đến câu 9 là được. Nghĩa là bạn phải điền although, despite, in spite of, however, nevertheless. Thế thì như nào đây? However và nevertheless bạn dùng y hệt nhau, được chưa? Điền cái nào cũng được. In spite và despite cũng dùng y hệt nhau. Và although mới dùng khác. Nghĩa là coi như bạn chỉ cần có 1, 2 đến 3 sự lựa chọn thôi là xong. Được chưa? Okay. Làm 1 đến 9. Nhưng mà làm cách nào, khi nào biết although, khi nào despite và in spite nhỉ? Despite và in spite thì là như nào? Cộng verb in hoặc là danh từ, được chưa? Đấy. Còn however nghĩa là tuy nhiên. Muốn biết dùng từ tuy nhiên khi nào cũng phải dịch ra. Nói chung đây là một dạng bài phải cố gắng dịch ra. Có gì khó lắm. Con thầy con thầy cực khó luôn. Nếu như không dịch được thì cô nghĩ là phải bỏ qua bài này. Nhưng mà bây giờ cô yêu cầu làm cho cô bài bài này hôm trước làm rồi này. Bài làm rồi này. Bây giờ cô muốn con làm lại cho cô cái phần này. Là cái phần mà A, B, C, D. Đấy thì bạn làm. Bạn làm cho cô bài này nhá. Bài phát âm. Vâng. Đấy, bạn làm cho cô bài phát âm này đi. Đấy. Bây giờ cô sẽ chọn những câu nào mà dễ làm trước nhé. Câu 1 này, làm câu 1 này. Làm câu 2 này. Làm câu 3 này. Câu 6 này. Câu 7 này. 8. Được chưa? Đấy, bạn làm trước cho cô 6 câu đấy đi. Đây à. Thôi đọc cho cô nhá. Đấy, nhưng mà phải nghĩ trước cái đã. Nghĩ rồi mới đọc. Ngồi nghĩ một lúc.
Làm cẩn thận vào. Animation. Một là A. Đúng rồi, một A này. Này này, cái này con nên làm chưa? Chúng ta ở đây người ta dùng từ khác, để cô cho từ khác nhá. Câu hai kiểu gì ấy cô? Câu hai thay từ đa, thay từ D này nhá, thành từ cinema cho cô nhá. Cinema. Cinema. Đây là đáp án. Khó lắm. Đây à cô? Bây giờ cô hỏi nhá. Đây là cinema, biết đọc rồi đúng không? Vâng. Ngoài ra còn từ nào con biết đọc nữa? Sai à? Sai, được chưa? Thế cái từ B đọc như nào? Nhà phê bình ý. Nhà phê bình là critic. Đọc như nào? Đọc như nào? Critic à? À đâu? Chị ba đúng không? Bây giờ nhá, nếu như đây là C, cinema đúng không? Vâng. Có cái từ nào đọc là critic hay là critic? Critic. Critic. Critic được chưa? Thế cuối cùng bây giờ là đáp án nào luôn? Critic ạ. Cinema critic. Xong lại sai, thế mà lại đáp án là critic à? Con đừng có nhắn tin nữa đi. Học như này cô chỉ còn cách gọi điện cho mẹ thôi, con còn tiếp tục học được không hay là con thôi luôn đấy. Vừa học vừa nhắn tin thì cứ thấy lúc nào thì cái lúc nào con cũng thấy nghe thì cái tiếng đánh máy tính. Bây giờ nhá, cô dạy thế nào rồi? Sign, credit, cinema, thế đáp án nào? Cinema. Sign, critic, cinema là đáp án nào? C ạ. Đây là đang thử thách lòng đang thử thách hay là bạn không biết làm thật đấy, hay là bạn đang cố, hay là bạn đang chọc tức đấy. Sai, critic, cinema, con không phân biệt được âm nào khác à? Không quan tâm đáp án C nữa, đừng quan tâm đáp án C. Bây giờ mình chỉ cần nhớ có 3 đáp án, đọc được 3 chữ là làm được rồi. Tại sao một cái là sai, một cái là ai? Cri, một cái là y. C này mà cũng là y mà lại không phân biệt được cái nào khác nhỉ? Sai rồi nhớ. Cri, C. Thế ai với y khác nhau hay giống nhau? Ai đã ai rồi mà ai này y này y cái nào khác? Nhưng mà đọc ba từ nó khác nhau mà cô. Khác hay ở đâu? Con không hiểu à, người ta đang đặt chân vào chữ y, có nghĩa là mình chỉ quan tâm đến cái chữ y đấy thôi chứ.
Bây giờ con làm bài này từ năm lớp cấp 1 đến bây giờ con có hiểu cách dạ bài này làm như nào không? Ta chỉ tính vào cái chữ người ta gạch chân thôi chứ. Thế chẳng lẽ hay là cinema bạn nãy giờ bạn đang quan tâm đến chữ M là ai quan tâm đến chữ đấy, ta chỉ quan tâm đến cái chữ gạch chân thôi mà. Bạn không nhận con cinema nó có dễ in không? Nó có dễ in mà. Cái gì? C không là y à? Cinema không là chữ y à? Critic có là phần y không? Không giống nhau à? Và cri có là âm y hết không? Hay là không? Con không hiểu mà bây giờ con không hiểu à? Ta gạch chân vào chữ c ở chữ y này. Được chưa? Thì con không nghe thấy chữ c và chữ cri giống y hệt nhau à? Lại âm y thì còn gì? Còn chữ sai là âm i. Được chưa? Vâng. Thế là bạn gì a à, luôn? Cô không hiểu nổi là tại sao bài này bạn không làm được. Tại làm sao không làm được? Vì nãy giờ đầu óc tâm trí nó đang rơi vào nhắn tin ý. Đã bảo là nhừng nhắn tin ngay từ vừa nãy rồi. Lúc nào thì cạch 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 cạch. Không chơi game để chuyển sang nhắn tin. Con có muốn lại thông báo cho mẹ để mà mẹ mắng cho một trận nữa không? Nếu lần này là thôi luôn là không học hành gì nữa đâu đấy. Bạn muốn thì bạn chuyển ra người khác dạy, hoặc là bạn làm cách nào khác. Chứ bây giờ nhá, đã bảo bao nhiêu lần rồi là nếu như con muốn học cô nhá, mà thì con đã không làm như thế. Hôm trước mẹ bảo thế nào, mẹ bảo chỉ cần mắc một lần nữa thôi nhá là con là không học hành gì nữa đâu, là bạn chuyển ra người khác dạy hoặc là bạn nghỉ hẳn luôn. Thế mà vẫn tái diễn. Đã bảo là dừng lại luôn đi. Chỉ khi nào ví dụ như giáo viên đang ví dụ soạn bài hay cái gì đấy thì mình có thể dành ra 1 đến 2 phút thôi. Còn sau đấy trong lúc làm bài tập thì nghỉ, ngừng luôn. Đây dạo này nhá, con chỉ được mấy hôm trước thôi thì con đang có tiến bộ. Sau đó sau Tết một cái là con lại thụt lùi rồi. Chỉ được trước Tết thôi, còn bây giờ sau Tết lại bắt đầu thụt lùi rồi. Học đầu óc không để vào một tí nào. Nó lù lù ra đấy rồi mà vẫn mãi cứ ngồi đầu óc cứ để đi đâu ấy. Bây giờ nhá, làm luôn cái phần này đi. Cái phần này nhá là cái phần câu 3 nhá là đảm bảo phải làm được rồi, đã dạy rồi nhá. Câu mấy đây? Câu 3 và câu 7 là hai câu gọi là quá dễ, dễ nhất rồi nhá. Mời bạn làm trước câu 3 và câu 7 đi. 3 và 7 là hai câu quá dễ rồi nên là phải làm trước. Được chưa? Câu 3 đã nào luôn? Play ạ. Tại sao lại là play ở đây nhỉ? Hôm trước cô dạy thế nào rồi? Bạn cứ nhìn thấy cái đuôi mà có TED và DED thì đọc như nào? Thế thì ở đây có đáp án nào không? Hay là bây giờ mình đọc cái này là như nào? Hilded à? Hay là Playded? Hay là Opened? Chỉ có đáp án gì thôi? B. B. Còn ba cái này là Fielder, này, Playder và Opender. Thế thôi, còn kia là gọi là wanted, hẳn hoi, được chưa? Tiếp, tương tự, thế thì câu 7 nó rất giống nhá. Câu 7 là đáp án nào khác? Câu 7 là B ạ. B, được chưa? Bởi vì ba cái này bạn nhìn thấy là D, D, T, D đây, được chưa?
Câu bây giờ này nhá. Câu số 6 sẽ là ví dụ bạn xác định cái chỗ nào là ví dụ đọc âm cuối là đờ và cái nào âm cuối là chờ, được chưa? Ở đây sẽ phải là đáp án A nhé. Thế bây giờ bạn sẽ làm cho cái này cho nhanh. Lên mạng check luôn. Bây giờ mình sẽ tìm quy tắc phát âm ED nhá. Về nhà học thuộc cái này là có thể làm được. Đây. Đuôi ED được phát âm là chờ khi mà âm kết thúc là S, F, P này, chờ này. Chờ và tha. Được chưa? Cho to lên tí nhá. Khi âm đây là cái âm nhá, đây là âm có nghĩa là chính là cái gì? TED. DED. Còn phát là D với những âm còn lại. Bây giờ nhá, con viết cho cô nó là như này thì nó dễ dễ hiểu hơn. Còn đây là cái âm trong bảng phiên âm quốc tế. Nếu như bạn biết đọc phiên âm quốc tế thì cô không nói. Không biết phiên âm quốc tế thì mở ngoặc ra viết như này. Đây là chữ cái nhá, viết theo kiểu chữ cái, được chưa? Nó sẽ dễ hiểu hơn. Mở ngoặc. Cái âm này chính là âm này này. Đấy, còn cái âm này này nó chính là âm này. Nghĩa là bạn mở ngoặc ra bạn viết cho cô theo phần chữ cái thì nó dễ hơn. Viết cho cô theo kiểu chữ cái nhá. Ví dụ như là watch. Bạn nhìn thấy ví dụ như là nó là phát âm gì đây? Ê, cuối là CH đúng không? Thêm ED phải là watcher, watcher. Được chưa? Đấy. Ví dụ như vậy. Hoặc là watch. Nhìn thấy SH chưa? Đấy. Khi thêm ED là watcher. Đấy. Còn ví dụ nhá, play. Nó có rơi vào cái mục này không? Ví dụ âm cuối nó là chữ Y dài, nó có rơi ở đây không? Không, đúng không? Thì đọc ED thì là played. Played. Được chưa? Đấy. Là trừ những trường hợp này ra này, trừ hai cái TED, DED và S, F, rồi thì P, CH, S, H, K, trừ những cái đấy ra thì tất cả còn lại đọc là D. À, ở đây nó còn thêm một cái nữa. Thiếu một cái. Sẽ là thêm cho câu chữ thờ nữa nhá. Thờ nữa. Âm cuối. Như kiểu ví dụ như là month chẳng hạn. Được. Xong rồi. Đấy, bây giờ chỉ việc học thuộc cái đấy là có thể làm được bài. Thế thì ví dụ như là câu số
lại này, làm lại cho cô câu mấy đấy nhở, câu 6 này được chưa? Được. Câu số 8 theo cái đấy. Câu 6 là A. A đúng chưa đấy? Bởi vì là bạn nhìn thấy ba cái này là gì? Nó làm vào trong cái gì? K và S đúng không? K, S, K, S. Thế câu 8 sẽ là đáp án nào nhỉ? Câu 8 là C ạ. C đúng rồi, cái này sẽ là nó là lavender đúng không? Còn ba kia sẽ là gì? Like a tear này, watch a tear này, jump a tear. Đấy. Rồi. Thế thì cô đã hướng dẫn bài này nhá. Về nhà này. Cô giao cả 10 câu này. Làm hết được chưa? Hoặc là cô giao tầm 9 câu, 10 câu gì. Nói chung là đấy, nói chung là cô sẽ giao bài này để làm. Bài giao cô còn giao cả bài này nữa. Nghĩa là bạn hãy sắp xếp các từ sau vào ba cột the, id và the. Cái âm id chính là khi nào ted và ded, được chưa? Cái âm này này. Sao mày khác hình rồi mày này? Cái gì cơ? Bài này Vậy rất đấy, cô toàn giao hình ảnh thôi. cô giao ừ cô giao hình ảnh xong rồi con phải tự gì tự Nhưng cô giao hình ảnh khó. con viết ở ngay ở dưới này, con viết thẳng hàng xuống dưới là được, được chưa? Rồi, Vâng. con viết cho cô như này nhá, một nghĩa là đây là cột một thì viết một chấm ra xong rồi cô lại liệt kê tất cả những từ ở cột một ra, được chưa? Vâng. Đây là cột hai đấy, sau đó liệt kê tất cả ra, cột ba liệt kê tất cả ra. Bạn cứ dựa vào cho cô cái gì nhỉ? Cái quy tắc của chép nhá. Vâng. Ok. Rồi nhá, và nhớ từ buổi sau trở đi phải tập trung học, được chưa? Vâng. Không từ không cái kiểu như là vừa học vừa làm việc khác đâu, không là cô mách mẹ đấy. Mách mẹ rồi mẹ sẽ quyết định là thay giáo viên hay là mẹ quyết định dừng học hay là học tiếp là tùy mẹ. Được chưa? Vâng. Nhưng mà con còn tài. Ok, goodbye.